Chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Mẹ Sam. Trong những năm tháng đầu đời, thức ăn dặm cũng như những bữa phụ cho con cần phải phong phú, đủ chất dinh dưỡng để bé phát triển toàn diện, phải đảm bảo vệ sinh, ngon mắt, ngon miệng. Món đậu hũ non sốt các loại trái cây là nguồn thực phẩm giàu protein, canxi, có mùi vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt, được rất nhiều bé yêu thích. Đây là một trong những món ăn phụ yêu thích của bé Sam nhà mình đấy ạ. Hôm nay, kênh Bếp Mẹ Sam xin chia sẻ tới các mẹ cách làm món đậu hũ non sốt trái cây tại nhà vô cùng đơn giản, nhanh chóng, giúp bé ăn ngon hơn. Mình thường làm cho con ăn đủ một bữa thôi, con ăn hết thì mình sẽ làm tiếp, vì đậu hũ non các bạn không nên để quá lâu nha. Nguyên liệu gồm 300g yến mạch. Mình sử dụng loại yến mạch cán dẹt. Trên thị trường thì có luôn cái loại yến mạch mà đã được xay mịn, nhưng mà bản thân mình thì cảm thấy không yên tâm nên mình thường sử dụng loại yến mạch này. Các loại trái cây tùy thích để làm nước sốt. Ở đây mình có đu đủ, xoài, cam. Bé nhà bạn thích ăn loại trái cây nào thì mẹ có thể làm nước sốt bằng loại trái cây đó nha. Khuôn, khay. Cách tiến hành, đầu tiên thì mình sẽ ngâm yến mạch với nước trong 30 phút. Trong quá trình ngâm này thì mình thay nước 2 lần nha các bạn. Sau 30 phút thì mình sẽ chắt bỏ nước và giữ lại phần cái yến mạch. Tiếp theo mình sẽ xay yến mạch đã ngâm với 150ml nước bằng máy xay sinh tố. Tiếp theo thì mình sẽ lọc yến mạch qua dây để loại bỏ phần cái và mình lấy cái phần nước yến mạch nguyên chất. Về phần bã yến mạch thì các mẹ có thể trộn cùng với cà rốt, chuối, khoai lang, khoai tây nghiền, sau đó nặn thành những chiếc bánh. Mẹ có thể áp chảo là đã trở thành một món ăn dặm tuyệt vời cho con rồi. Nếu bạn không có cái bước lọc này thì phần đậu hũ sau khi làm sẽ bị lợn cợn, không được mềm mịn nha các bạn. Bước tiếp theo thì mình sẽ đun cái phần nước yến mạch nguyên chất đã lọc. Nấu yến mạch đến khi sôi thì mình sẽ hạ nhỏ lửa đi. Trong khi nấu yến mạch thì các bạn nên khuấy đều tay và liên tục để tránh bị cháy dưới đáy nồi nha. Mình nấu cho đến khi hỗn hợp sánh đặc lại như thế này là được nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tắt bếp và nhanh tay đổ hỗn hợp này vào khuôn. Đặc biệt lưu ý ở giai đoạn này thì sau khi mình tắt bếp thì mình phải đổ yến mạch lúc còn nóng vào khuôn. Vừa nhấc ra khỏi bếp thì các bạn nên đổ luôn vào khuôn nha. Nếu bạn để nguội rồi mới cho vào khuôn thì đậu hũ sau đó sẽ không kết dính tạo thành một khối đâu nha. Nếu không có khuôn thì các mẹ có thể sử dụng bát nước chấm hoặc là khuôn bánh lăng.
hoặc là những cái dụng cụ bạn có sẵn để làm. Khuôn này thì mình mua trên Shopee có rất nhiều nha các bạn. Các bạn nên chọn các loại khuôn tốt để đảm bảo vệ sinh khi nấu đồ ăn cho con nha. Cái khuôn này thì các bạn có thể làm cơm nắm cho con hoặc làm đậu hũ rất tiện lợi. Khuôn có hai mặt, khi mình đổ vào thì mình chỉ đổ một mặt thôi nha các bạn. Mặt sau thì bằng phẳng hơn để mình giữ cho yến mạch được cố định. Mặt trước thì sẽ có một cái độ cong và có nắp gài. Sau khoảng 15 đến 20 phút thì yến mạch sẽ nguội và bây giờ thì mình sẽ bỏ vào tủ lạnh. Mình để 2 đến 3 tiếng thì đậu hũ sẽ đông lại hoàn toàn nha các bạn. Trong thời gian chờ đậu hũ lạnh thì mình sẽ tiến hành làm phần sốt. Nếu bạn muốn làm đậu hũ vị gì thì mình sử dụng hoa quả loại đó để thực hiện nha. Các bạn có thể sử dụng nước ép trái cây hoặc dùng trái cây dằm nhỏ ra để cho bé ăn nếu bé nhà bạn ăn thô tốt. Lưu ý là nước sốt thì các mẹ có thể đun hoặc không đun lên tùy thích nha. Hôm nay thì mình sẽ làm 3 loại nước sốt cho các bạn xem nha. Xoài thì các mẹ có thể xay với nước sôi để nguội, sau đó dưới lên cho bé ăn cùng cũng rất là ngon. Nhưng trong clip này thì mình sẽ dây mịn xoài luôn để loại bỏ phần sơ xoài nếu có và con ăn sẽ thích hơn. Bây giờ thì mình sẽ trình bày món đậu hũ sốt trái cây lên cho các bạn xem nha. Sau khi để đậu hũ non trong ngăn mát tủ lạnh 3 tiếng thì mình lấy đậu hũ ra khỏi khuôn, sau đó mình dưới phần nước sốt xung quanh. Vậy là món đậu hũ non sốt trái cây của mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Bé Sam nhà mình ăn món này từ tháng thứ 7 và hiện nay thì bé nhà mình đã 10 tháng rồi và con cũng vẫn rất thích món ăn này. Các mẹ thấy món ăn này có dễ không? Hãy vào bếp thực hiện cho con yêu nhà bạn nha!
Nếu bạn thấy thích video này của mình, hãy nhấn like, chia sẻ video tới mọi người để các mẹ bỉm sữa khác cùng thực hiện nha. Và nhớ nhấn đăng ký kênh Bếp Mẹ Cham để ủng hộ mình, cũng như để nhận thông báo về những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye! Thank you.